Long đang ở khu vực trung tâm của phố đi bộ Hoàng Kiếm, đó chính là khu vực Hàm Cá Mập đó. Thấy chưa? Chắc là nó giống như Hàm Cá Mập cho nên người ta gọi là Hàm Cá Mập vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rất là đẹp các bạn. Xin chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 3 của Long ở Hà Nội. Và hôm nay là một ngày đặc biệt, phải nói là đặc biệt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Long sẽ đi xe buýt vào trong trung tâm của thành phố Hà Nội, vào khu phố phố cổ, để chúng ta có thể trải nghiệm ngày thứ 3, ngày cuối cùng của Long ở Hà Nội. Đó. Bây giờ thì Long đã đi được một tuyến xe buýt là số 39 từ ở nhà bác Long ở Thanh Xuân đến cái điểm này. Ở đây vẫn còn là Thanh Xuân, nhưng mà cái bác tài xế nói là bây giờ mình sẽ xuống đây đi bộ qua bên đường để bắt xe 02 đi thẳng vào trong phố cổ luôn. Đó, bây giờ các bạn hãy cùng Long nha. Dữ quá, dữ quá. Bữa nay lần đầu tiên trải nghiệm xe buýt ở Hà Nội để mà quay video. Ồ, quá dữ quá dữ. Cầu thang dành cho người đi bộ ở đây cũng rất là khang trang mọi người. Nhìn cũng xịn sò giống như bên Bangkok Thái Lan vậy đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới để bắt xe 02. Rồi các bạn ơi, Long đã lên xe số 2. Đây. Xe số 2 để đi vào trong trung tâm thành phố Hà Nội. Mình sẽ xuống ngay Hồ Gươm nha. Đó, đây là trải nghiệm đầu tiên của mình trên xe buýt. Để coi xe buýt ở đây nó khác với Sài Gòn như thế nào nha. Đó, nhìn chung chuyến xe buýt này cũng rất là sạch sẽ và văn minh các bạn. Đó, các bạn trẻ thì cũng ưu tiên ghế cho người già. Đó, rất là hành xử văn minh. Đó, mình thích rồi nha. Rồi, đây là trạm cuối cùng, mình xuống đây mình sẽ đi tới Hồ Gươm nha mọi người. Đó, đi quá tiện luôn, xe số 2. Rồi, đây, tạm biệt xe số 2. Rồi, đây, mình sẽ đi theo hướng này đến chỗ Hồ Gươm. Và những khu vườn ở trong Hà Nội đô, Hà Nội này cũng rất là đông đúc mọi người ơi, nó rất là hẹp luôn. Nó cũng giống như Sài Gòn mình luôn nè, vỉa hè cũng là nơi để xe Honda nè. Đó, wow, ôi, cái tiền rất là bự, tỉnh sợ mọi người ơi. Vậy. Bây giờ mình đã bước vào trong khu vực Hà Nội 38 phường rồi. Tiếp theo của mình là Hàng Bài. Đây là đoạn giao nhau giữa phố Hàng Bài và phố Hai Bà Trưng. Dạ là. Rồi, Hồ Gươm đâu? Hồ Gươm lối nào? Đó, các bạn thấy không? Người ta để cái giải phân cách ở đó là để ngăn không cho xe đi vào, để dành cái khu vực đi bộ cho người đi bộ để tiến vào trong phố đi bộ Hoàng Kiếm. Bây giờ thì mình sang đường thôi. Đó, chú ý hai bên xe nha. Rồi, tiến vào khu vực dành cho người đi bộ. Ở đây cũng có rất nhiều các anh chạy ráp đây nè mọi người. Rồi, vào đây là cảm giác an toàn rồi đó, không còn bị xe cộ nữa. À, không khí Giáng sinh vẫn còn rất là nhiều ở mọi nơi. Đó, từ trang trí ở đây, cửa hàng bách hóa hay gì đây. Rồi, bên đây. Đó, đây là cái khu vực trò chơi dành cho trẻ em. Xe tăng nè, wow. Wow, xịn quá, xịn quá, xịn quá. Trời ơi, vui quá. Quá có vui mọi người ơi. Ở đây, ngay góc này có gì đặc biệt không? À, phía kia các bạn sẽ thấy không? Đó, phía đằng kia là phần sau của nhà hát lớn Hà Nội. Không biết đường gì ta? Đường Tràng Tiền. Đúng rồi, đường Tràng Tiền hướng này đi thẳng lên sẽ gặp nhà hát lớn Hà Nội. Đó. Rồi phía bên đây đường Đinh Tiên Hoàng. Và đây là đường Hàng Khê. Đó, Hồ Gươm nằm ở phía kia. Và ở đây mình có thấy hoạt động gì đây? À, các bạn nhảy flashmob. Ồ, chuẩn bị. Hèn gì đông quá, đông quá. Rồi dọc theo bờ hồ Hoàn Kiếm thì mình thấy có rất là nhiều cái chỗ mà để ký họa chân dung như thế này nè các bạn. Ôi hay quá, thích ghê. Có rất là nhiều chú họa sĩ đường phố luôn. Ôi xịn quá, nhìn như thật cho mọi người. Đây nữa nè, wow xịn quá. Cảm giác không khí ở phố đi bộ này rất là thích mọi người ơi. Rồi một lần nữa chúng ta nhìn thấy Hồ Gươm. Đây Hồ Hoàng Kiếm. Đây tháp rùa đây mọi người ơi. Đấy
Ôi, mình đã thấy công trình này trên TV rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà bây giờ mình đi bộ mới đi ngang, không biết đây là gì. À, có cái một cái biển chú thích gì không? À đây, di tích tháp Hòa Phong đã xếp hàng. Ồ, di tích tháp Hòa Phong. Đây. Wow, ở đây thì các bé của chúng ta có một cái trò chơi gì lạ lạ vậy ta, xếp gỗ hay gì hả? Wow. Đây, rất là nhiều bé đang tập trung ở đây. Đây, ô, hai bé này xếp rất cao. Wow. Có chuyện. Ủa, cái trò này chơi sao con, xếp càng cao càng tốt hả? À, cao bao nhiêu thì đạt giải thưởng thắng hay sao? Không, cái này chơi vui. À, chơi vui thôi à. À rồi, ok. Con chơi trò này bao giờ chưa? Chơi nhiều lâu lắm rồi. Đây là lần thứ hai ạ. Lần thứ hai cho con, còn bạn này là lâu chơi lâu lắm rồi. Cái kia bọn cháu à, kia cơ. Cao được bao nhiêu? Cao mét 6 con nhá. Wow, ghê vậy. Wow. Trò này kia bằng trò gì? Xếp tháp hả? Hay sao? Xếp gỗ. Rồi, wow, hai bạn này giỏi gì ta? Cao được 1m6 luôn. Quá xịn xò luôn. Rồi, chúc cho hai đứa bữa nay xếp được 2m nha. Nó có nhiều cách xếp khác nhau nè mọi người. Đó. Xịn quá. Đó, cả người lớn và trẻ con cùng tham gia. Long nghĩ là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng rất là tâm lý cho giới trẻ của thành phố, cho nên là tạo dựng thêm những cái tiểu cảnh, những cái khu vực mà cỏ lau đồ như thế này để cho mọi người đến đây chụp hình sống ảo đó mọi người. Wow. Đấy không? Đó, phía bên kia là mình thấy nhiều bạn trẻ đang chụp hình. Đó. Chụp hình sống ảo với cỏ lau. À, cỏ đuôi ngựa. Cỏ gì đây? Cỏ đuôi chồn. Có đem vào đây đúng không? Đó. Đấy, thấy chưa? Đây mọi người thấy chưa? Đó. Nói chung là khi mà đến với phố đi bộ Hoàng Kiếm thì mọi người có rất là nhiều những option khác nhau. Trẻ con cũng có trò chơi của trẻ con, người lớn cũng có những cái khu chụp hình sống ảo để tận hưởng của người lớn. Đó, dữ chưa? Rồi, xin chào các bạn đang trở lại với Long Nguyễn Channel. Và các bạn ơi, hiện tại bây giờ Long vẫn đang ở phố đi bộ Hoàng Kiếm. Hồi nãy quay buổi sáng xong Long định về rồi, nhưng mà là các bạn nói là nên ở lại buổi tối để thấy không khí buổi tối thì thôi Long ở lại. Và bây giờ đây, rất không khí các bạn, rất lạnh. Và Long đang ở khu vực trung tâm của phố đi bộ Hoàng Kiếm, đó chính là khu vực Hàm Cá Mập. Đó, nãy giờ chắc là nó giống như Hàm Cá Mập cho nên người ta gọi là Hàm Cá Mập vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Rất là đẹp các bạn. Đó, khu vực xung quanh đây. Đó, đây chính là quang cảnh của phố đi bộ Hoàng Kiếm vào ban đêm đây các bạn. Khí trời bây giờ thì nó lạnh hơn rất là nhiều rồi, chỗ này thì hơi vắng nhưng phía dưới kia rất là đông. Và ở đây thì Long sẽ cho các bạn thấy góc mà mình có thể nhìn ra được Hồ Gươm với cầu Thê Húc, rất đẹp luôn. Đây nha. Đó, buổi tối thì cầu Thê Húc sẽ được bật thêm những cái đèn đỏ nữa. Ban ngày nó đã đỏ ở màu sơn rồi, ban đêm lại có thêm màu đỏ của ánh đèn nữa thì nó rất là nổi bật luôn. Đấy, cầu Thê Húc vào buổi tối nè mọi người ơi. Long sẽ phóng lớn cho mọi người xem nha. Đó, siêu đẹp luôn mọi người. Rất là lung linh luôn. Rõ ràng là không có giống như phố đi bộ Nguyễn Huệ ở Sài Gòn. Thường là ở Sài Gòn thì mình sẽ dành ra buổi tối để mình đi thì nó sẽ mát mẻ hơn. Nhưng mà không các bạn, ở Hà Nội từ sáng cho tới tối lúc nào cũng lạnh hết, và bây giờ lạnh hơn nữa. Cho nên là không cần phải lựa chọn thời gian. Đó, buổi tối lạnh có cái hay riêng của nó. Đó, đi với gia đình, bạn bè, người yêu sẽ ấm cúng hơn. Còn không thì đi một mình cũng vui. Bản thân mình thấy vui trong lòng là mình vui được các bạn. Ôi, và đây là khu vực đền Ngọc Sơn vào buổi tối nè các bạn. Đây là lối dẫn vào bên trong và chúng ta sẽ phải đi qua một trạm soát vé để đi lên cầu Thê Húc. Và sau đó thì vào bên trong đền Ngọc Sơn. Đó. Rồi, phía xa xa đằng kia thì các bạn có thể thấy tháp rùa ha, cũng được thắp đèn lên rất đẹp. Ánh đèn vàng nổi bật. Đó. Tháp rùa, biểu tượng của Hà Nội. So với khu vực ở Hàm Cá Mập thì khu vực dưới đây đông đúc hơn. Đó, càng về hướng Tràng Tiền thì chúng ta sẽ thấy là đông người hơn. Nhưng mà cái mức độ nó cũng không giống như hồi sáng. Bây giờ nó thoải mái hơn và ít người hơn các bạn. Và đây là một trong những khu vực đông đúc nhất của phố đi bộ Hoàng Kiếm đây các bạn.
ngay ở giao lộ Đinh Tiên Hoàng và đường Tràng Tiền đó. Thì hồi sáng, lúc buổi sáng Long có chia sẻ với các bạn rồi đó, rất là tấp nập ở khu vực này ha. Và nếu chúng ta đi thẳng về phía đó thì chúng ta sẽ đến nhà hát lớn Hà Nội đó. Thẳng ở đó thì tới nhà hát lớn Hà Nội. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy quay lại nhìn phố đi bộ Hoàng Kiếm một lần nữa trước khi say goodbye. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Long trong suốt ngày hôm nay để khám phá con phố đi bộ rất dài này. Rồi, hẹn gặp lại Hà Nội một ngày không xa. Các bạn ơi, vừa rồi là những chia sẻ của Long về phố đi bộ Hoàng Kiếm, một con phố rất thú vị, rất dài, rất rộng và rất nhiều hoạt động dành cho mọi đối tượng luôn. Và nếu bạn đến Hà Nội vào dịp này, đặc biệt là dịp cuối năm mùa đông như thế này thì cảm giác rất là thú vị. Mặc áo lạnh, đi vòng vòng bờ hồ và cảm giác cái không khí ấm áp mà mọi người chia sẻ cho nhau. Nghe rất thú vị đúng không ạ? Cho nên các bạn ơi, nếu đến Hà Nội, hãy dành thời gian đi bộ ở bờ hồ Hoàng Kiếm. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video kỳ sau.